Hello, mến chào quý vị. Hôm nay Mai Ly đưa đến quý vị đến một cái chợ trời bán thức ăn Việt Nam, bán trái cây Việt Nam mà bán ngoài trời. Chợ trời này người ta mở cửa từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng. Thì Mai Ly phải dậy từ 5 giờ sáng để Mai Ly xuống tới đây. Thì bây giờ là 7 giờ rưỡi. Just go ahead, no problem. You can go with the way. Đây bây giờ Mai Ly cũng chưa biết cái chợ này ra làm sao. Mai Ly mới vừa tới đây thôi thì quay cho các bạn. Thì bây giờ các bạn cùng với Mai Ly vào chợ nha. Vào chợ thì chợ người ta bán ngò ôm nè. Ngò ôm ở đây người Việt Nam không à nha. Trời, ở Mỹ mà mình cảm giác như là một cái chợ Việt Nam vậy đó nha. Tiếng nói Việt Nam không à, người bán cũng người Việt Nam luôn. Này lá chanh, các bạn biết không, cái lá chanh này mà lá chanh gọi là lá chanh số 8 này nè, nó thơm lắm. Mình nấu gà nấu đồ á, lá này giống lá giang quá ha, lá giang, lá chích giả, chích giả. Ồ, trái này các bạn có biết cái trái nào không? Trái này là trái nhầu á, trái nhầu của tuổi thơ mình nè, trái nhầu là để mình ngâm rượu uống không có đau lưng á. Cái này là gì? Măng. Những cái thức trái cây Việt Nam nè, như là cải trắng. Wow, đã quá. Bí, cà tím, cà pháo, dưa leo. Người ta bán y chang ngoài chợ Việt Nam thôi mà người Việt nhiều lắm. Cái chích giả nè. Hành, tỏi, gừng 2 đồng 1 pound. Gừng 2 đồng 1 pound. Trời, củ lan 3 đồng 1 pound quý vị. Các bạn biết không? Củ lan 1 pound có mấy, 1 cái 2 cái mà 3 đô á, mắc không? Ở Việt Nam á, là bên Mỹ đúng là có tiền mới ăn củ lan thiệt á chứ. Trời, còn sầu riêng nè. Sầu riêng. Trời trời, sầu riêng ngon quá, sầu riêng tươi luôn nha. Cái này là nó from Miami á. Từ Miami trở lên. Mãng cầu. Nhãn. Mãng cầu xiêm. Thanh long, thanh long vàng, thanh long đỏ. Wow, cóc nữa mới ghê chứ. Cóc. Ớt, oh my god. Rồi, trái chuối nè. Nãy chuối nhìn sexy không? À, táo nè, táo tàu nè quý vị. Táo tàu thường thường là nó ưa có sâu trong đó lắm. Nhưng mà táo tàu này nhìn là biết không có sâu nè. Nhìn nó bầm bầm vậy chứ ăn ngon lắm. Chanh dây. Này, trái bòn bon. Khế. Chuối. Wow. Honey, em đây. Ông xã chọc Mai Ly, Mai Ly tình yêu và cuộc sống. Cái này là chôm chôm, mừng quân xanh, cà chua, dưa leo. Oh my god, đủ thứ đồ ăn ngon quá đi. Gì à? Gì cái trái anh sầu riêng ở đây ngon với sợ nè. Ni có định mua gì chưa? Thấy mùi chưa?
những cái cây đây người ta bán để mình mua về mình trồng nè quý vị. Đó, em thích cái cây này lắm mà hôm bữa em mua, dạ em mua được rồi á, mà cái cây nó nhỏ mà thôi, mình mua một cây mình trồng được rồi. Để em xe chứ. Dạ. Thích quá anh đi. Sau này mình về đây mình ở ha, mình đi chợ này gần á nghe. Ước ngon à, còi đậu đũa kìa. Y chang Việt Nam anh đi ha. Còn ngầu hơn chợ chợ ngoài ở Việt Nam luôn á quý vị. Trời ơi, cái cây vô tư bao la bát ngát luôn. Thôi kìa, rau xanh kìa. Đủ các loại rau hết. Em thao, ba mát đến xong. Đậu đũa nè. Bùn ngót nè, coi rau lan nè. Xanh mượt luôn. Chất quanh đó là, bà say chất quanh đó là for this. Một đồng cho một cái này. Rẻ, ở đây rẻ ghê á. Một đồng. Trời, bắp chuối. Cái này một đồng một trái. Cái này hai cà pháo 2 đồng một pound. Chù, cái chợ này thật là thú vị nha quý vị. Không uổng công mai đi từ 5 giờ sáng tới giờ. Chanh to nhưng mà mắc anh ha, 4 đồng, 4 trái cho 1 đồng là mắc nè. Ở trên trên chỗ may ở chanh vậy là 10 trái 1 đồng. Ở đây 4 trái 1 đồng mắc. Nhưng mà nó có nhiều thứ rau khác ngon. May tưởng là người Việt bán nhưng mà không phải người Việt bán ngàn, người em nghĩ người Lào đủ loại người bán ha. Rau muống kìa nè. Mua ít rau muống ha. Mua ít thôi. Ý là mình hư à. Ok. Đã nói rồi không để ông xe được. À, gì à, rau mồng tơi. Người bán thì không phải là người Việt đủ các nước trên thế giới hết, mà người mua thì thành phần đông Mali thấy người Việt đông nha. Nói tiếng Việt luôn nè. Bé thôi làm sẵn anh. Bé thôi giá bao nhiêu? 25 đồng một hộp. Dạ. Yeah. Em làm sẵn. 25 đồng một hộp. Cảm ơn chị, 25 đồng một hộp bé thôi. Dạ. Tụi em đi vòng vòng chơi chút xíu. Ở đây á, các bạn thấy không, ở đây y chang như cái những cái chợ Việt Nam mà, thích không? Hoa phong lan nè. Hoa phong lan. Thế này chụp giùm em tấm hình ngay chỗ hoa phong lan đi. Không, chụp bằng máy anh chứ, máy em đang quay phim. Thank you anh. Chút xíu này. Chút xíu nó không xả, không tắt cái máy quay phim của Miley rồi.
họ không lan đẹp. Dạ. Dạ. Nhưng mà đậu rồng tươi thì tươi, nhưng mà đậu rồng này già rồi anh ơi. Già rồi. Già rồi. Nhìn nhà nhìn biết đậu rồng già. Như cái mấy cái mồng tơi cũng già. Dạ. Hẹ. Lá quế. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Thích quá. Gọt ngộm. Rồi nhà gần đây đi chợ thích nha. Miley thì không có mua được tại vì Miley đang còn ở đây 4 ngày. Còn ở đây 4 ngày thì rau rễ nó hư hết, mai không có đem vô khách sạn được. Đem vô khách sạn cái tủ lạnh cái chút xíu sao để. Ông xã Miley nè. Mắng cầu à anh? Năm đồng bên kia hai loại nhãn khác nhau, một cái da trời ơi, nhãn hai màu hào quang, cái nhãn thì nhãn thường. Sầu riêng kìa, ngon ơi là ngon. Cái này là cái này là không thể lấy măng cục hết đúng không? Ham ham cái này lấy em cái đó 28. Măng cục bao nhiêu một phao hả chị? Còn cái này bao nhiêu con? 18 đồng. 18 đồng một bịch. Một bịch, đó. Một bịch này 18 đồng này quý vị. Cái đó là nhỏ nhất rồi hả chị? Cái này ơi, cái đó là nhỏ nhất là hết rồi. Cái này bao nhiêu tiền một phao rồi chị? 12 đồng bỏ thôi. Cái này trong. Ừ. 12 đồng một phao măng mãng cầu. Elizabeth. Cốc á 3 đồng một phao. Đó, Miley quý giới thiệu cho các bạn đó. Các bạn thích thì chạy xuống đây đi chợ mua. Mà với cái giá cả này có nhiều cái nó rẻ lắm, nhưng mà cũng có nhiều cái mắc hơn chợ trên mình nha. Cái chỗ này là chỗ favorite của Miley đây. Hoa già. Em không thích vua sữa. Ông xã kêu Miley cái gì? Trái này là chanh dây mà. Anh nhìn xa xa anh tưởng như vậy. Không phải vũ sữa, này chanh dây á. Hết mùa rồi. Dạ. Mà mùa là tháng mấy á? Tháng cái đó bao nhiêu một phao anh? 3 đồng. 3 đồng một phao. Chỗ mình bán đúng không? Bon bon anh ơi. Bon bon ăn. À, lấy 2 phao. Chà la chẳng bon. 2 phao bon bon. Quá bon bon nghe chà la nha. Cái là chà la giống là bon bon. Ở đây có bác. À, chà la giống là bon bon. Em thử một trái được không? Ở đây không có cốc chín nha anh. Còn bon thì ngon hơn đúng không? Chà là không chà ngon, là không mua đi. Không có đó mình nói chứ. Dạ dạ, cảm ơn chú. Cái này bao nhiêu một phao? Cái đó 14 một phao. Mắc quá. Ui, bán rẻ rồi đó, người ta bán rẻ. Rồi, 2 phao. Cảm ơn anh. Anh người Việt Nam hả? Ở đây em thấy tất cả trên thế giới tới bán, nhưng mà người Việt mình đi chợ đông anh ha. Ở đây đa số người Việt mình đông. Rồi buôn bán thì người Việt ít người bán. Người Lào nhiều anh ha. Tới chạy. Mỗi tuần anh bán ở đây hả? Dạ,
2 ngày thôi. Dạ. Nhưng mà ở bên nói mình bán được 2 tuần, bắt đầu tuần này ta còn 2 tuần nữa thôi. Thì ta đóng cửa 2 tuần. Đó, xong rồi 2 tuần nữa là tháng 10 mình trở về không phải khó lắm, mình bán được khó. Ừ. Tức là cũng bán nhưng mà phải một giờ bên đó. Một giờ bên đó. Nhưng một tuần 2 ngày thôi đó. Dạ. Bây giờ thì một ngày bên đây, một ngày bên kia. hai ngày là thứ bảy với thứ mấy ạ? Bảy nhật đó. Thứ bảy chủ nhật. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. À, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Trời, chế mít kìa nè. Mít kìa. Chuối. Rồi. Muốn qua coi hoa một tí. Chỗ này là chỗ Miley thích nè. Hoa hơn ta bán hoa con để mình mua gì mình trồng á. Mấy cây đu đủ rồi nè. Anh tin nổi không? Cây bồ ngót mà người ta cũng bán kìa anh. Anh cây này cây quýt nè, lớn lên trồng giống cây quýt giống vậy á. Cóc kìa. Dạ. Trái cóc. Cóc à. Trời ơi. Cái chanh kìa. Phải gần ở dưới cây cóc quá vậy. Trời ơi, cái chanh này sướng không? À. Trời ơi. Trồng cái chanh đó là chanh lá số 8 á anh. Cái cây đó cái đó. Hả? Dạ, cái lá đó. Lá đó, ngon đó hả? Anh thấy số 8 không? Cái lá đó nó thơm lắm. Anh số 8 mà cái đó là gọi số 8. Đó, anh thấy cái số 8 đang là một cái lá nó ngăn thành hai ngăn không? À. Là số 8 đó nè, nó để thì island li. Kiffer line. Kiffer. Hồi bán cây này tôi hỏi tò mò cây này bao nhiêu? Anh hỏi giùm em. Nhưng mà mình chở về nó hư á. Cái cây đó mà về trồng là sống liền á nha. $75 cây chanh đó đó. Cây baby thì $5, cây đó là $75. Dạ. Cây đó khỏe quá mà. Dạ, chẳng phải trồng vậy còn không trồng thôi phải không? Bên kia thì hoa. Dãy bên kia hoa không à? Phía bên này là toàn trái cây nên đi vòng vòng rồi. Dạ, đi vòng vòng qua. Đại khái vậy. Cũng không có rẻ gì lắm. Ở đây không rẻ nha. À, không rẻ. Đây không có rẻ. Nhóm bà Tám gọi em kìa. Yeah. Vậy mà nhãn hôm nọ ai chụp lên rồi 2.99 và đây đâu đây 6 mấy đồng. Mấy đồng? 6 đồng, 5 đồng mắc cái mồ. Chỗ hôm nọ mình vườn mà mình đi ấy là 5 đồng á. Đó. Sáng dậy sớm bỏ công từ 5 giờ sáng. Dậy anh nói à, đi làm thì dậy sớm không nổi nhưng mà đi chơi thôi. Dậy sớm nổi 5 giờ sáng tới đây. Cây mẵng cầu xiêm mà. Để em phải trở camera lại em quay cây mẵng cầu xiêm. Đu đủ. Mẵng cầu xiêm nè. Đu đủ. Khế. Đu đủ. Cây vải nè. Cây vải. Ồ. Sapoche hả? Lychee. Cái này phải Sapoche không? Sapoche. Trời đã quá. Mai mốt mình về đây mình đỡ là mình đi mua cái này mình trồng á. Trời ơi, cắm. Thấy không? Cái ổi này. Xoài. Trồng mấy cây lớn lớn này mau có ăn lắm anh đi. Chừng anh trồng 1 năm là anh có ăn liền à. Dạ, 1 năm là sum xê liền. Ừ, đã, ha. Còn mà anh mua mấy cây nhỏ nhỏ á, tiếc mấy đồng á. Mua mấy cây nhỏ nhỏ hả, trồng không biết bao giờ cho ra luôn á. Tiếng nào của đó. Ừ. Bò ngót hả? Mít tố nữ nè. Trời ơi, đã không? Trời, cây mít tố nữ nè quý vị. Mai mốt Miley gì đây, Miley trồng. Bữa nay Miley đi chơi, Miley không có na đùa đi được. Chùm ruột.
Thích ăn tới người ta chụp hình như vậy hay ha. Dạ. Ai mà lại cây hoa làng lá giang nè, này nè, trồng cái lá giang này để mình nấu canh chua đó. Hai cái lá giang bỏ vô nấu canh chua rồi nó ngon cực kỳ. Đặc sản. Dạ đặc sản. Ủa gì Việt Nam hả? À dĩ Việt Nam, hàng gì dĩ ghi hoa lá giang. Hôm đó bao nhiêu tiền? Trà hoa nữ dạ. Hôm đó bao nhiêu cây? 35 đồng. 35 đồng. 35 đồng. Cây này mà trồng được á ngang là nấu canh chua. Nó dễ lắm. Ngon lắm luôn á. Sao lại ghi là trà hoa nữ? Sao lại lại một bên là ghi lá giang, một bên là ghi trà hoa nữ gì? Thôi được rồi, là vậy đó. Hoa thì dì bán 10 đồng một cây. Đây khí hậu trồng cái không thấy không đó. Ở đây anh đi chị đi chơi đi, em làm video một chút xíu em quay lại. Thôi chỉ có vậy thôi thì đi chung quanh thì còn một khúc kia thì nó cũng giống như vậy, nhưng mà Miley muốn giới thiệu quý vị nào ở Florida thì một lần cho biết đến nơi đây để mà enjoy cái chợ trời. Miley hy vọng rằng là nơi đây là cũng là nơi dừng chân về hưu của Miley. Hôm nay Miley xuống đây là đi một vòng coi nhà cửa địa hình như thế nào để mà chọn nơi về hưu. Chào tạm biệt các bạn ha. Chúc các bạn có một cuối tuần thật là vui, khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Và cũng cầu mong cho các bạn ở Việt Nam được vượt qua cơn dịch bệnh và trở lại đời sống bình thường. Mến chào và tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem video của Miley. Nếu các bạn nào là các bạn mới thì hãy sub cho Miley, đăng ký và like để những cái video của Miley nó được lan tỏa. Thank you.